Đây là cái nắp che của cái máy gọi injector, tức là mấy cái phun xăng, phun dầu. Thì xúc bắp này các bạn. Oh, this is brand new, right? Brand new. Oh. Thì người ta cái đó thử thay cái này nguyên cái mới luôn các bạn. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đây là chơi mới không à, chứ không có làm lại đâu nha. Đây là những cây xúc bắp. Một to ghê, dài to. Gan tan các bạn. Bây giờ tôi muốn chắc ăn thêm một lần nữa thì bữa nay tôi chui xuống chiếc xe tôi coi thêm một lần nữa, để mà trước khi ngày mai anh tài xế anh sẽ lên đường anh đi. Ở bên Việt Nam gọi cái này là cái bóng hơi, bên đây gọi là cái airbag. Tôi coi kỹ lại một lần nữa coi nó có bị xì nhớt hay gì không, hơi e là nó có bị xì không. Thì muốn biết đó hay không phải bơm chiếc xe cho đầy hơi, sau đó mình tắt máy đi rồi mình mới nghe được. Nó không có nghe gì hết. Cái túi khí này nè, cái mấy cái airbag này lâu ngày nó cũng sẽ bị xì các bạn, thường nó bị nứt. Nó bị nứt ở dưới đít nè. Do cái quá trình nó nhúng á, nó thụt lên thụt lên xuống thì lâu ngày cái sạc cao su này á nó sẽ bị chai và nó sẽ bị giòn đi, cho nên mình làm nhúng nhiều lần á rồi nó sẽ bị nứt nhỏ nhỏ, nhỏ dưới này, dẫn đến là nó xì xì hơi ra. Và khi nó bị xì á mình đứng kế bên vậy là mình nghe mình biết liền. Giờ quanh đây thì cái sự an toàn của cái nghề xe tải này á, chủ yếu nó tập trung vào gì, thắng hơi e rồi vỏ xe rồi đèn đuốc, nó chỉ quan trọng những cái đó, vấn đề đó thôi. Ở đây nó cũng có hai cái túi hơi của cái cabin này. Cái này nó cũng hay bị lắm. Mà mấy cái này mình thay mới hết rồi cho nên là không đến nổi đâu. Còn mới tin nè. Thay cái này đó, thay luôn cái nhúng này nè. Rẻ tiền không có nhiêu tiền thay luôn hả? Lỡ thay hai cặp này thay luôn cặp nhúng kia. Sau khi tôi bấm cái lúc mà xả cái thùng ra thì cái airbag này nó đang bơm lên nữa các bạn. Để tôi check air dưới đây nó có bị xì dưới này không. Nè, đang mềm mèo thấy không? Nó bơm cứng lên là nó sẽ nâng cái thùng lên. Vẫn chưa bơm lên. Khi mà cái này nếu mà cái hệ thống airbag nào nó mà không bơm lên á là nó hư cái valve, nó hư cái van này nè các bạn, nè cái van là kiểm soát nè, nha, thay cái van này sẽ hết. Còn cái ống này kỳ thôi, còn cái này nó cứ cả lên cả xuống vậy là nó hư hết, đâu ai cột kỳ vậy? Ok, mình sẽ cắt cái này ra và mình sẽ cột lại, không có cột kiểu này được. Cột như vậy là trong quá trình nó chạy á, nó sẽ cạ lên cạ xuống như nè, nó sẽ bể cái ống. Ai cột cái
bột tào lao thì còn cái thắng. Rồi các bạn ơi, có kết quả rồi, các bạn có nghe âm thanh xì không? Nghe không? Một cái abet này bị hư rồi, bị xì e rồi, bây giờ mình phải thay nè, các bạn nghe nè. Thấy không? Nè, mình đưa tay vô mình che lại nè. Thấy chưa? Xì rồi, một cái này hư rồi. Wow. Đó, hết rồi nè. Thấy không? Hết rồi nè, hết nghe nè. Nghe nè. Hết nè. Nghe nè. Rồi. Đây, kiểu máy tới nó thay thôi. Cái này nó cũng thay cũng lẹ lắm, không sao. Mấy cái ống này mà đi cột gì kỳ thiệt. Giờ mình đưa lên đây. Đưa lên đây sẽ cột vô đây. Để cho nó hở ra vậy. Nó hở ra vậy nó không có cả, nó không có bị bể được. Đây, các bạn thấy không? Cái miếng này á là hả, đa số là nó bị hả đá văng nó lủng. Còn không ấy là do mấy con ốc ngay đây nè, nó bị lỏng á, cho nên chạy nó rung á. Nó rung dẫn đến nó cạ bởi bị lủng. Thì bên đây nó cũng thay luôn chứ nó không có hàn nha các bạn. Nhưng mà cái miếng này nó nhẹ, mình tháo ra mình hàn mấy lần á. Bên đây nó sang lắm, cái gì cũng thay đó, không chịu sửa đâu. Tháo ra mình hàng mấy lần đi tốn có 30 bạc, còn hơn là thay cái miếng đó hết mấy trăm. Còn cái két nước bự này nè, nó cũng bị giống y chang vậy, nhiều khi đá nó văng vô lủng á, mà ở đây nó dục xuống á, dục thay cái mới nó không có hàng. Mà các bạn biết nhiều khi lủng cái này nước con lần nó sẽ chảy ra, mà nếu mà cái này nó nhỏ nó nhẹ là mình khiêng nó đi sửa luôn rồi đó. Tự nó bự quá mình bó tay thôi, chứ giờ ở đây hư nó thàn dục không à, dục thay hết không có sửa gì đó. Tại vì những cái đồ linh kiện ở bên đây nó không có thiếu, rất là nhiều, không có thiếu gì hết. Cho nên mà những người thợ bên đây á, thứ nhất là người ta không có thời gian và người ta không có máy móc để mà người ta sửa đó. Cho nên là người ta chỉ muốn thay. Và người ta quan trọng nhất, người ta sợ cái điều quan trọng nhất là các bạn biết gì không? Người ta sẽ sợ bị bảo hành. Giống như là sửa xong rồi sao nó bị lại á, cho nên người ta không có sửa, người ta chỉ có thay mới thôi. Thay mới là chắc ăn, không có sợ bị mắng vốn. Đó. Cái bình nước giải nhiệt này á, nó có một cảm biến ngay đây. Khi mà cái lượng nước nó mà xuống ngang, nó xuống ngay cái mức nguồn ngày của con cảm biến này trên xe nó hiện đèn liền. Khi nó hiện đèn á, bắt đầu mình phải kiểm tra, mình biết nó bị hết nước, thiếu nước và nó bị có thể bị xì ở đâu đó. Còn nếu mà cố gắng mà ráng mà chạy nữa, nó sẽ hiện luôn cái đèn đỏ rồi là tắt máy ngoài đường, nó tự động nó tắt máy mà. Nó không cho phép mình chạy nữa để nó bảo vệ cái động cơ. Đây là cái máy Cummins màu đỏ, cái máy này bền lắm. Rồi cái turbo nó là dở, cái turbo nó hay hư đó rồi. Turbo rất là hay hư. Bên đây hình như nó bán mấy ngàn của anh, mới tin là nhiêu vậy? Mới tin luôn 4,5. Rồi tiền công có thay nhiêu? Ồ 500 hả? Vậy cũng rẻ. Ồ ngoài đường là 1,1, ở đây là 500. Đó, đây là chủ xe ôm lái phải tự sửa xe của mình nè các bạn. Đó, tự sửa xe thôi. Đầu của cái tay lái nè các bạn. Thì cái chỗ này nó bị te ngay đây nè. Cho nên tôi nghĩ là nó bị hư ngay chỗ này, cho nên là dầu nó bị xì ra. Thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ ngay cái chỗ này và mình gắn lại. Bị xì nhớt ngay cái dầu tay lái. Đó, sau khi tôi cắt nó gọn gàng rồi đó, bắt đầu tôi sẽ gắn nó vô lại. Bây giờ mình sẽ xiết nó vô lại. Cái này phải xiết cho cứng nha các bạn. Cái kia nó hư rồi các bạn ơi. Lấy cái mới gắn vô cho chắc ăn. Rồi, mới tin luôn. Cứ ngắt luôn rồi đó, hy vọng là nó sẽ không có bị xì nữa.
khi mà mình để những cái ống xuống dưới này là sẽ bị cạ ra đây, thấy không, có dấu rồi thấy không. Yeah. Ok. Thôi nhiều thước. Khi mà lar vào sẽ cút. Largo, no cabe, güey. No creo que el así, no mucho la pena. Ốc mẹ nằm trong túi và trong hốc nó khó quá. Hay nè đó ha, không biết trong đây có không, không có phải chạy đi mua nữa, thiệt tình đuối luôn. Trời ơi là trời, giờ trong bãi nó không có bán, giờ tôi phải chạy đi mua nữa nè, chết luôn, thiệt tình. Giờ này kẹt xe. Ai. Giờ đi lên chỗ khác mua bạn, chỗ này nó gần hơn cái chỗ kia, bên kia xa quá, giờ này kẹt xe nữa, đi lên chỗ khác. Hello. Không có ai hết. Thuế nữa là 215 đô các bạn. Trời, có một cái này thôi mà 215 đô giảm. Đây à, thì công nó thay vô nữa thêm 50 nữa 200 mấy. À. Puta di me. A la verga. Rồi tao lướt vô luôn các bạn ơi. Thôi về các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Nhớ subscribe nha. Bye bye.